Dự đoán tỷ số chung kết Euro 2024, Tây Ban Nha hòa Anh trong 90 phút dù gây ấn tượng mạnh hơn xuyên suốt giải đấu. Tây Ban Nha được giới chuyên môn dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trước tuyển Anh ở chung kết Euro 2024, diễn ra lúc 2 giờ ngày 15, 7 giờ Việt Nam. Dani Olmo được kỳ vọng sẽ tỏa sáng. Tây Ban Nha và Anh đều sẽ ghi bàn. Thành tích đối đầu giữa Anh và Tây Ban Nha khá cân bằng. Trong 10 lần chạm trán gần nhất, Tây Ban Nha thắng 5, hòa 1 và thua 4. Nhưng hầu hết những lần chạm trán giữa hai đội trong 3 thập niên qua đều là các trận giao hữu vô thưởng vô phạt. Tính chất đối đầu của một trận chung kết sẽ khác hẳn. Tây Ban Nha đã ghi đến 13 bàn sau 6 trận ở Euro 2024. Ở chiều ngược lại, tuyển Anh đã thủng lưới ở cả 3 trận vòng đấu loại trực tiếp. Đó là cơ sở để giới chuyên môn tin rằng Tây Ban Nha sẽ tiếp tục ghi bàn ở trận này. Nhưng mặt khác, các ngôi sao tấn công của tuyển Anh cũng ngày càng bắt nhịp với Euro. 3/4 cầu thủ được kỳ vọng nhất của họ là Kane, Bellingham và Saka đều đã nổ súng ở giải đấu, người còn lại là Foden cũng đang chơi tốt dần nếu Foden may mắn hơn. Anh hẳn đã có bàn thắng vào lưới Hà Lan ở trận bán kết, dữ liệu máy tính của Sportmon cho thấy khả năng Tây Ban Nha ghi bàn lên đến 77.5%. Nhưng con số tương ứng của tuyển Anh cũng là 67.6%. Nhiều khả năng cả hai đội đều sẽ ghi được bàn thắng trong 90 phút thi đấu chính thức. Nhưng tỷ lệ để họ có bàn thắng thứ hai trong 90 phút lại giảm hẳn, đó là 44% với Tây Ban Nha và 31.1% với tuyển Anh. Ít phạt góc, cần hiệp phụ theo Opta, khả năng thắng trong 90 phút của Tây Ban Nha là 40.5%, còn của tuyển Anh là 29%. Không có sự chênh lệch quá lớn về sức mạnh giữa hai đội, đội hình ra sân dự kiến hai đội. Tây Ban Nha chơi hay hơn từ đầu giải, nhưng tuyển Anh lại sở hữu dàn ngôi sao đông đảo hơn. Bàn thắng của Watkins ở trận gặp Hà Lan là ví dụ cho thấy băng ghế dự bị chất lượng của tuyển Anh. Họ đã bị dẫn trước ở cả 3 trận vòng đấu loại trực tiếp nhưng đều ngược dòng thành công. Giới chuyên môn dự đoán Anh sẽ tiếp cận trận đấu một cách thận trọng, đặc biệt là việc phòng ngự ở hai cánh. Yaman và Nico Williams sẽ bị kèm chặt bởi các hậu vệ lẫn tiền vệ của tuyển Anh. 5/6 trận của tuyển Anh từ đầu giải đều xỉu kèo phạt góc, và trận chung kết nhiều khả năng sẽ cho ra kết quả tương tự khi tuyển Anh phòng ngự chặt chẽ. Các nhà cái ra kèo Tây Ban Nha chấp 1/4 ở trận này, còn kèo tài xỉu là 2 trái, dù Tây Ban Nha sở hữu tỷ lệ thắng trận khá cao. Giới chuyên môn lại thiên về kết quả hòa trong 90 phút, WhoScore dự đoán kết quả 1-1, còn dữ liệu máy tính của Sportmon cũng cho thấy đây là tỷ số có khả năng xuất hiện cao nhất, 12.25%, kế đến là tỷ số Tây Ban Nha thắng 1-0, 10.9%. Nhận định của chuyên gia, chọn Anh được chấp 1/4. Trận đấu có từ 2 bàn trở lên. Dự đoán, hòa 1-1, Tây Ban Nha thắng 2-1 trong hiệp phụ. Tây Ban Nha, thế lực số 1 của bóng đá châu Âu. Lần gần nhất Tây Ban Nha vào đến chung kết một giải đấu lớn là ở Euro 2012. 12 năm qua, thành tích bết bát của tuyển quốc gia đôi lúc khiến người hâm mộ quên mất sức mạnh thực sự của nền bóng đá vùng địa Trung Hải.